Ôi, may quá nó vẫn còn nằm trên cái gốc cây. Ôi, xin chào mọi người nha. Thì hồi hôm qua Bom có đi ra ngoài sông lấy một ít hàu về nấu cháo ăn á. Thì có mấy bạn nói với Bom là làm cái món hàu nước mọi đi. Cho nên là ngày hôm nay Bom sẽ giã một cái chén muối ớt, xong rồi mình sẽ đi ra ngoài sông làm cái món đó nha. Công thức chấm hải sản của Bom thì lúc nào cũng sẽ là một muỗng muối, hai muỗng đường và một ít bột ngọt. Rồi sau đó là lá tắc non nha. Này là lá tắc non nè. Còn về nước cốt á, thì mình có thể là dùng nước cốt chanh hoặc là nước cốt tắc. Thì ở đây thì Bom sẽ dùng nước cốt tắc luôn nha. Hái thêm mấy trái nữa. Ở đây thì Bom sẽ dùng cái chày này mình nghiền nó ra. Rồi lát nữa ra ngoài Bom sẽ dắt tắt vô sau nha. Rồi Bom ra tới ngoài bờ sông rồi. Bây giờ sẽ đi theo mấy cái rễ của cây mắm này mình đục nha. Đây mọi người xem nè. Đó. Đấy con to nè. Đây nè. Mọi người xem hầu nó bu quanh cái gốc cây luôn. Đây bên này có mấy con to nè. Con này cũng to nè. Đó. Góc bên này cũng có con to nữa nè. Đây mọi người thấy không? Cái này là ở ngoài bờ sông nha. Chứ không phải là ở trong vuông hồ đâu, bờ khía. Nó vừa chạy với hang lên. Để Bom ra quay cho mọi người xem. Có nhiều bạn nói với Bom là ở đây là đây con cũng to nè. Nó bám vào cái rễ cây nè. Còn các bạn nói với Bom là ở đây là trong vuông hồ. Đấy. Mọi người thấy ở bên trên kia có cái cầu bắc ngang không? Đó. Mà xây ngang sông đó. Này. Tới đây thì nó chẻ làm hai nhánh nha. Đi vào trong thì chỗ Bom gọi là sông trong. Còn cái này nó chảy thẳng về dưới kia gọi là sông ngoài. Bây giờ Bom sẽ vô đục nha. Quá trời ngon luôn. Đây, mọi người xem nè. Nhìn hấp dẫn chưa? Ngon chưa? Đây mọi người xem nè. Nó mập béo ú luôn. Đây, kế bên này có một con nữa nè. Con này nó bám bên cái rễ ở ngoài. Con này thì Bom sẽ để lát nữa mình nướng cho nó tự bung nắp ra luôn. Đây. Cái này lát mình rửa. Thôi, con này Bom lấy nó bị bể cái nắp rồi. Đây. Hên quá, vẫn còn lấy được. Con này nó rớt là nguyên con luôn. Thôi, chắc là một mình Bom ăn nhiêu đây đủ rồi đó. 2, 4, 10, 10 mấy, 20 con rồi. Bây giờ Bom sẽ lên trên bờ nhóm lửa nướng luôn. Bây giờ Bom sẽ ngồi bên bờ sông này mình nướng ăn luôn. Trước tiên thì Bom sẽ rửa mấy cái con mà Bom tách cái miệng nó ra nè. Thì lúc nãy sợ bùn nó dính vô thôi. Còn những cái con mà nó chưa có hạ nắp như vậy á, là nó rất là sạch nha. Tại vì con hàu á, tuy nó nằm dưới bùn vậy nhưng mà bên trong nó rất là sạch, không có bị cát đâu. Mình chỉ rửa mấy cái con mà Bom tách nó ra thôi. Chứ con hàu là nó không có ngậm cát. Bom chỉ rửa mấy cái con mà Bom tách nó ra vậy nè. Có nhiều con nó béo chưa? Cái này chắc là nhiều bạn sẽ hỏi là sao không mang một tạc đi bỏ vào ăn luôn. Thật ra Bom cũng ăn được cái món đó nhưng mà không được nhiều thôi. Bom thì Bom mê nướng hơn. Bom vừa rửa xong rồi, nhìn sạch rồi đó. Bây giờ Bom sẽ đi lượm một ít củi để mình nhóm lửa. Thì ở ngoài này mọi người xem nè, củi là nó nằm dày mặt đất luôn nha, không sợ thiếu đâu. Đây mình gom lại luôn chứ không cần đi nhặt nữa đâu. Mọi người có nghe tiếng ghe thuyền người ta chạy không? Tại vì ở đây gần ngay cửa biển á, nên tiếng nghe rất là rõ. Có lửa rồi đó, bây giờ Bom sẽ bỏ hàu lên nướng luôn. Màu chín lắm rồi nha, xíu xíu là nó chín à. Đây. Mới bỏ lên mà mọi người nghe nó xèo chưa? Màu lắm. Trong lúc chờ cái hàu của mình chín thì Bom sẽ đi dắt tắt vô trong cái chén muối. Thường mà chấm á, Bom hay bỏ cái nước cốt tắc nhiều lắm. Ngập nước thì chấm nó ngon. Mấy con này nó chín hết rồi nè mọi người. Để Bom dời ra nha. Để nó khô quá là không có ngon nữa đâu. Trước tiên Bom chập cái bếp lửa ăn cho nó ngon nha. Rồi, Bom mời mọi người ăn hàu với Bom nha. Hàu xong thì tuy con nhỏ nhưng mà thịt nó chắc và ngọt lắm. Chấm hết vô trong muối luôn nè. Mời mọi người nha. Nó ngọt. Hầu xong công nhận nướng liền ăn nó ngọt lắm mọi người ơi. Ừ.
Cũng nó đã. Ôi, may quá nó vẫn còn nằm trên cái gốc cây. Béo ngậy luôn. Cái con nó nguyên cục sữa luôn mà. Được ú luôn. Cái con này do nó có cái nắp á, mình nướng nó lâu nó hơi bị teo rồi. Vừa nóng vừa thổi vừa ăn.